lắng là lens tối. Xa bờ, nếu con dùng cây len phải ở xa bờ, nhưng mà con dùng hiện thì hiện tại với bạn đi, con nói là Islander Deutsch Schweizer Formonat thì vậy đó, đúng hơn á Duy. Đừng có sử dụng bơ phát bạn không hiểu đâu. Bạn ấy nói ở thì bơ phát đó, thì à, con chưa được học nữa. Mới học con đã học thì perfect còn gì nữa. Nhưng mà bạn chưa học mà học ở chương trình khác. Học chương trình khác bạn chia chưa chứ chưa biết chia perfect đâu. Hay học hay có khi bạn quên đi. Không có quên. Không có quên, bạn chưa được học. Bạn ấy nói là Svaya Phomonas, con hiểu không Thùy? Hiểu à? Là thời gian bạn ấy học bao lâu? Vajra là 2 năm, rồi phân monat là 5 tháng. Yeah, chuẩn rồi, con chưa học tới mà con hiểu vậy, chuẩn rồi. Rồi con nói bạn nghe đi, con học mấy tháng rồi? Con học được bao lâu? Mấy tháng mấy tuần? Nếu mà mình học chưa được 1 tháng thì mình nói số tuần. Iceland là I monitor. Islander Deutsch hoặc là Islander Imonat Deutsch. Iceland Deutsch I monitor. Thùy có hỏi bạn làm nghề gì đi, biết hỏi không? Nếu như là cô hỏi là mình không có máy máy này được coi, để ông nhớ lại, con chỉ nhớ là trả lời cái cách trả lời nghề thôi, chứ hình như con chưa học cái cách trả lời Cách cái câu hỏi hỏi nghề nghiệp cái chút. là cái gì á, thì nó bắt đầu bằng cái gì? Hỏi cái gì á, bắt đầu bằng bằng chữ gì? Bác hả chú? Đúng rồi. Rồi làm việc, động từ làm việc. Is Vâng, vác. test tool hả chú? Đúng rồi. Test tool. Anh phải nào? Cái bộ bài đấy để nghe em vừa đặt. Duy con nghe bạn hỏi không? Alo chứ. Nó là Navita. Quên là nó là Navita. In restaurant line restaurant student in dahin mansma student dahin. Ta hiên là gì vậy bạn? Không, mình nói câu này không biết có đúng không, là làm ở chỗ đó, nhưng mà bạn thử hỏi lại bác ơi đúng không, nhiều khi
luôn á. Mất mặt người ta. Còn mà chú còn nghe mà. Chú nghe đầy đủ mà, đâu có mất đâu. Con nói là thỉnh thoảng con làm 4 tiếng ở đó và thỉnh thoảng con làm 8 tiếng ở đó. Nhưng mà con nói không biết vậy là đúng không? Bây giờ con nói ở thì hiện tại đi, con nói lại đi, chú hướng dẫn cho, nói thì hiện tại. Con nói vậy chú. Đâu đó nói lại cho chú nghe xem nào. XR by Sushi Roller Incliner Restaurant Rồi con ngưng Smart lại, con ngưng lại, ngưng lại. by X. Con ngưng lại câu đó đã. Bạn ở A1 ngưng lại hỏi bạn hiểu câu đó không đã rồi mình nói tiếp câu 2. Nói nhiều dữ liệu quá bạn ấy không nghe không kịp. Rồi. À, con hiểu bạn ấy nói bạn ấy làm việc ở đâu không Thùy? Nhưng mà sushi restaurant rồi cái gì mà student gì đó 4 tiếng hay là 8 tiếng á chú, con nghe được khúc đó. À, bây giờ rồi. À, câu đầu tiên bạn ấy nói là bạn ấy làm việc ở một tiệm sushi nhỏ rồi. À, con nói tiếp câu 2 đi Duy. Nhà Mansma R3X Student Dahin Mansma R3X Student Hình chứ không phải đa hình đâu, toát hình á. Hoặc là Dahin. hoặc là đa thôi, hoặc là con dùng đa thôi, a bài x mà không cần, con không cần dùng đa hình hay dot hình đâu, con chỉ nói là con làm việc 4 tiếng, con làm việc 8 tiếng được rồi. Tại vì cái câu đầu của nó con làm việc ở đó rồi. Ví dụ như con nói hai nơi làm việc khác nhau thì con mới nói là 8 tiếng ở đa hình rồi 4 tiếng ở đa he. Thì để con chỉ chỗ này chỗ kia. Còn con đó làm việc có một chỗ thôi. Ngay câu đầu con đã nói con làm việc ở đó rồi. Thì con không cần dùng da hin da he nữa ha. Thùy hiểu hiểu bạn ấy nói làm sao không? Giờ hiểu sơ sơ chút. Hiểu sơ sơ là hiểu làm sao. Hiểu sơ sơ là được rồi. Trình độ con chỉ cần hiểu sơ sơ thôi. Vì bạn ấy nói nó nhiều hơn. Nói quá cái trình độ con học rồi thì hiểu sơ sơ vậy được rồi, hiểu sơ sơ là sao? Mà hiểu bạn đó làm việc ở restaurant rồi làm việc gì đó mấy tiếng rồi á chú. Bạn ấy nói là có hôm á, bạn làm 8 tiếng, có hôm làm 4 tiếng thôi. Vậy thì wants to arbeite. Con chỉ hỏi bạn á, con chỉ Con hỏi muốn bạn. hỏi bạn là Con chỉ hỏi bạn sống ở đâu được rồi á, thì bạn sống ở đâu mà bạn làm việc ở đó đó, con hỏi đi cái đó trong cái trình độ của con đó, hỏi bạn sống ở đâu đi. wants to. Là in Vũng Tàu. Hiểu không Thùy? Cái gì con nghe được essence select good gì á là thức ăn rất ngon thôi chứ con nghe Vậy được rồi, nghe vậy tốt rồi. Essence smack good là ngon rồi, smack đó là ngon đó. Ừ, con chưa được học từ động từ smack ken ha. Nhưng mà hôm nay con biết luôn. Viết là SCH. Viết đi SCH. M E C K E N. smack thành đó là chú, smack thành đó. Ừ, đúng rồi. Động từ đó chia ra là S smack. Thì chia ở ngôi thứ ba số ít cho nên là nó không có ken nữa. S smack good. Hoặc là S smack good. S chia rồi. S ở ngôi thứ ba số rồi ha. S smack good. Rồi con hiểu chưa? Yeah. Đó, con hôm nay trong lớp là con học nhiều nhất á, con học thêm động từ smack ken rồi đó, rồi con được đi du lịch Nha Trang nè, Đà Nẵng nè, giờ ra tới Vũng Tàu ra tới Vũng Tàu rồi đó.
Cái từ du lịch là gì quên mất rồi. Rồi để bạn Thùy chỉ cho. Thùy nói với bạn biết động từ du lịch là gì thôi. Bạn học 2 năm rưỡi bạn quên rồi đó. Không xài là quên à. À, dạ, Tricent á. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ryzen là đi du lịch đó. Isuzu Rise X Nắc Loài Lần The Rise Moda The Rise Zaren Abu Test Há bên con đã dùng động từ mút sen thì động từ há bên ở đằng xa con dùng nguyên thể luôn. Bạn ấy hỏi thế đoán được không thầy? Bạn ấy nói thế còn đoán được không? con nghe không có được chú ơi. À, bây giờ con nói từng câu một đi Duy. Nói bạn ấy từng câu một. Bây giờ ha Thùy ha. Thùy ha bây giờ chú nói con nghe, nói thì nghe nha. Con biết đánh cờ tướng không Thùy? Biết đánh cờ tướng hay là biết cái từ cờ tướng chút? Không, đánh cờ tướng á, biết chơi cờ tướng không? Dạ không. Con biết chơi cái gì không? Con có chơi trên mạng hay chơi cái gì không? Biết chơi trò chơi gì không? Con không chơi trò chơi chú ơi. Những cái trò chơi gì con không có chơi tham gia trò chơi nào hết hả? Dạ. Tập Vậy con con biết tập thể dục. rồi con tập thể dục. Ok, vậy con tập yoga hay con tập cái gì? Aerobic hay tập gì? Yoga. Yoga rồi. Ok. Bây giờ con tập mà con thấy cái người đó giỏi hơn, họ tập điêu luyện hơn, con có thích không? Có. Vậy thì hôm nay á, là bạn Duy này học học lâu hơn con, thì con á nói chuyện với bạn là con sẽ nói với cái người mà cái trình độ cao hơn mình á, thì con sẽ đoán rất là nhiều. Giống như con nói với chú nè, chú thì nương theo con nhưng mà bạn không có nương. Bạn nói theo cái bạn nghĩ thôi. Thì con phải đoán ha. Con thấy thích không? Thích thì rồi. Ok, rồi bây giờ á, Duy nói lại đi. Inzukun. Inzukun werde ich nach Deutschland Rồi, ngưng lại, ngưng lại. Động từ ve đen là hồi nãy bạn Trinh có nói rồi, con cũng nói con biết động từ đó đúng không? cái đình đó chú. Ừ. Ủa cái động từ gì mà nấu Động từ ve đen là sẽ đó. thì mình Sẽ đó. đơn giản đình kiểu gì đúng không chú? mình là Viết là V đúp E R D E N đó. chú chưa đọc lại được không chú? Thì tương lai về là Ve đen á. Bạn Trinh có học rồi, hồi nãy chú cũng hỏi con biết mà. Ve đen. V đúp nè, E R D E N. đánh phần ai dùng con được chứ. Bạn Duy viết lên đi Duy. Viết lên đây đi, viết lên long g đi. Mình Duy viết đi để bạn Duy nhớ luôn. Viết chưa? Không viết là chú viết cho. Để chờ bạn Duy viết lên là con nhìn thấy nha. Đấy, bạn ấy viết á. Con nhìn thấy chưa? Con bấm vào cái chỗ mà cái màn hình của con nó có cái hình giọt nước á, con bấm vào sẽ thấy các bạn viết trên đó. Giống như bạn Trinh nói là bây giờ bạn phải đi ngủ rồi, bạn mai bạn phải lên Sài Gòn, bạn phải đi ngủ rồi. Còn bạn Nga thì vừa gửi mấy cái mà chú đề nghị bạn gửi để các con biết cái cách chia động từ, cách nói tiếng Đức nè. Ở chương trình cho bạn học á. là ở đâu vậy chú? Con bấm vào cái màn hình của con nó có cái hình giọt nước á. Hình giống nước trắng trắng á, ở bên chú cái hình đó, chú không biết chỗ con cái hình sao, con bấm vào con sẽ thấy mọi người viết lên trên đó. Bấm vào chỗ chat hay sao đó. Là con đang ở cái group mà general này nè chú. Không, con hỏi là bạn viết cái từ để con thấy hay lần sau. Mà giờ con không thấy bạn viết ở đâu chú.
Bây giờ cái màn hình của con ha, con bấm lên một cái. Bấm lên đi. Bấm chưa? Cái màn hình chỗ con á. Bấm lên chưa? Con đang ở cái chỗ À, vậy không phải rồi, con phải qua cái phòng con phải xuống cái chỗ mà lăn cờ á. Xuống chỗ lăn cờ á. Các bạn viết ở trong đó đó. Vậy nãy giờ con ở phòng đó con đâu nhìn thấy mọi người hả? con chị à, từ từ để con coi. Rồi con thấy rồi. À, Đó. Rồi, con bấm vào cái hình giọt nước rồi á là con sẽ thấy các bạn viết trên đó. Bấm vào hình giọt nước á sẽ thấy các bạn viết trên đó. dạ con thấy rồi chú. Rồi, chuẩn rồi, vậy nãy giờ con ngồi ở ở cái phòng khác đâu có thấy mọi người đâu. Dạ. Nè, bây giờ chú cho con thấy hình chú nè. Thấy chưa? Rồi. Tại vì chú lâu lâu mới cho hiện hình lên chứ hiện hoài lát cái máy chú nó hết pin à, nó hiện hình lên nó uống pin dữ lắm á. Rồi bây giờ bạn ấy nói là in su không. Su không á là tương lai con chưa học. Nhưng mà vé the is nắc Deutschland Reisen. À, con học động từ Reisen rồi đó. Bây giờ vé đây nó là ở thì tương lai đó, vé the is nắc Deutschland Reisen. Rồi con hiểu chưa? Chú nghĩ con hiểu quá. Chú nói lại được không Bạn ấy nói là in Zukunft. Thì chú nói cho con, tại vì con chưa học Zukunft là gì. Zukunft là tương lai. Duy viết cái từ Zukunft cho bạn luôn đi. Cho hôm nay bạn học nhiều từ đi. Viết Zukunft luôn đi, đi Duy. In Zukunft. Where there is not Deutschland Reisen. Ở đây nó là thì tương lai rồi, con chưa học tới. Nhưng mà hồi nãy chú có chỉ con á là nếu trong tiếng Đức mà có hai cái động từ mà một động từ á chính á, nó bị đẩy ra phía sau á, là những động từ phía trước á nó chỉ là cái trợ động từ thôi. Thì á động từ werden này ở đây nó là trợ động từ là để thành thành lập cái thì là thì tương lai. Còn động từ reisen là động từ chính. Ha, bây giờ con hiểu chưa? Hồi nãy á, con học động từ tương lai là nó là sẽ. Lúc con học werden á, với các bạn nó ở thì hiện tại con học là sẽ. Ich werde gì đó, là tôi sẽ là gì đó. Thì bây giờ bạn ấy nói ở thì tương lai, bạn ấy đưa động từ sẽ nó vô. Đi với động từ reisen là con được học luôn rồi. Hai động từ này học á, trình độ của các con này. Bây giờ bạn ấy đưa vô, bạn ấy viết thành một câu. Thì á, là con hôm nay được nâng lên rất là nhiều đó. In succum. Where there is not Deutschland. Ryzen. Rồi giờ con hiểu chưa? rồi chú từ từ nha, để con hiểu cái vế đầu là cái insuku với lại cái vế đen này rồi, cái gì mà Raisen nữa là sao chú? Đấy. Rai là ma hả chú? Ryzen á, động từ Ryzen con với bạn Trinh hồi nãy nó là Ryzen nắp Nha Trang đó. À trời ơi, từ để con kiếm lại coi. Động từ Ryzen nó duy viết cho bạn luôn đi, cho lẹ đi. Bạn ấy lục tìm lâu quá luôn á. Ryzen con cũng nói nãy giờ mà con nói hai ba lần động từ Ryzen rồi. Rồi nãy bạn Duy con cũng nhắc cho bạn Duy là động từ Ryzen rồi. À rồi con nhớ Rồi, vậy giờ hiểu bạn ấy nói gì chưa? dạ rồi ạ. Nói đi, nói chú nghe xem. Bạn ấy nói gì? Từ nha, đó. Rai sen là du lịch, á lộn cái, vậy là bạn nó nhắc đến du lịch 3 lần cái gì đó. Bạn nó có nói đến Deutschland, không lẽ bạn nó nói là đi du lịch Đức 3 lần ở chú? Bạn không nói 3 lần đâu, bạn nói 3 năm á. Bạn nói Yaren á, chứ không nói ma đâu. Ma là lần á. Ừ. À, bây giờ con nghe từng từ một, tại vì chú nói bạn là nhắc lại từng từ một, từng câu một ha. Thì bây giờ chú, bạn ấy nói lại câu đầu tiên nè, con nghe lại nè. Bây giờ Duy nói lại câu đầu tiên đi. Nói lại chú, video call là
video hola. Enzukun PL em đòi nắp đòi lần rai ra lần ghê Ryzen Ryzen chứ không phải ghê. Cây hen cũng được á mà. Cây hen đúng hơn á, cây hen đúng hơn, tại vì Ryzen á là con đi du lịch chứ không phải con đi làm một cái việc gì. Ryzen nó chỉ là mỗi cái là du lịch thôi. Còn á, cây hen là con đến đó à, con đi đến đó à. Hả? Giờ dùng cây hen cũng được á. Rồi, giờ bạn ấy dùng cây hen cũng được rồi. Rồi con hiểu không? Thùy. Nhiều cái con chưa hiểu quá chút. Bây giờ Duy nói chậm chút xíu đi, nói từ từ cho bạn hiểu từ từ đi. Nè, Inzukun, PDX, nắp đòi lần, Rai, Daran, nghe hành. Rồi đủ rồi. Insukung. Nha, Thùy nghe kỹ nha, chú nói chậm lại ha, nói rõ nha. Insukung là con biết rồi ha. Where the is? Biết chưa? Là cái tử VD này đúng không chú? Cái Đúng. VOX là Đúng rồi. VD hả? VD chia ở ngoài x. Cho nên nó thành VD, nó không còn là VD nữa. Được chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? là VD này là có nghĩa là gì vậy chú? Nghĩa là sẽ sẽ VDX nắp Deutschland Dreijahre VDX nắp Deutschland Dreijahre kế hen được chưa hiểu chưa rồi hiểu rồi dịch ra xem. Là cái bạn này bạn sẽ đi du lịch Đức 3 năm đúng không chú? Ừ đúng rồi, hồi nãy bạn nói là Ryzen đó, nhưng mà chú sửa cho bạn là đừng dùng Ryzen nữa mà dùng là Keihan. Tại vì du lịch á là mình chỉ đi thời gian ngắn ngắn thôi, không ai đi du lịch 3 năm trời đó tốn tiền chết cha luôn. Mà Keihan là mình sẽ đi đến Đức. Đó, được chưa? Hiểu khác biệt giữa Ryzen với Keihan không? Tại vì á, là con chưa học thì tương lai, nhưng mà bạn đang nói ở thì tương lai. Nhưng mà mình đoán cũng được mà, con đoán được mà. Tới bây giờ dường như là con bị mệt hay sao con đoán. Con đoán nãy giờ chưa ra câu đó à. Vài không sao đâu. Hả? Sao? Nói sao rồi chú? Đoán ra rồi, bây giờ dịch lại cho Trân Tru coi bạn ý bạn ấy nói làm sao. Là bạn sẽ đi tới Đức trong trong 3 năm tới rồi chú. Rồi đúng rồi đó, bạn nói là thời gian tới á là bạn sẽ qua Đức 3 năm, trong 3 năm. Rồi, bây giờ Duy nói tiếp đi, qua Đức làm gì trong 3 năm đó. Better im restaurant arbeiten und lernen ich gastronomie in lernen ich gastronomie aus in Schule Beruf. Còn mà nói là gastronomy Ausbildung à, vậy được rồi đó Duy. Nó là học nghề trong ngành nhà hàng khách sạn á. Ausbildung á là học nghề đó. Rồi, bạn ấy nói con hiểu làm sao? Đoán làm sao? Con nghe và con là bạn nó nói tôi sẽ làm nhà hàng
Tôi sẽ làm ở nhà hàng không rồi cái gì nữa, x cái Sanoli Sula là học ở cái trường gì á, Học ở trường dạy về ngành gastronomy. Gastronomy á tiếng Đức có nghĩa là cái ngành là ăn uống đó con, ngành ăn uống nhà hàng khách sạn á, nghĩa là những ngành phục vụ về nhà hàng khách sạn, phục vụ cái đó là có phục vụ du lịch luôn á. Đó là bây giờ con hiểu ý bạn nói nãy giờ là gì chưa, tổng kết lại là ý bạn nói gì? nói là bạn sẽ đi Đức trong vòng 3 năm nữa và bạn sẽ đi ngành kiểu phục vụ, ngành nhà hàng, bạn học. Ừ, trong trong thời gian tới bạn sẽ qua Đức 3 năm làm trong một cái nhà hàng, và trong thời gian đó bạn đi học trong cái trường dạy về ngành nhà hàng khách sạn. Chứ con nếu mà con hiểu là trong 3 năm tới bạn qua Đức thì lâu quá, bạn nói trong thời gian tới thời ngắn thôi, trong 3 năm tới, 3 năm đó bạn già thêm nữa làm sao, hiểu không, hiểu ý bạn chưa? Rồi giờ con nói đi, giờ con muốn nói với bạn sao? Xem cuộc. Giờ còn con thì sao? Là gì? Set planner is choice. Vé đèn. Đó bây giờ con xài vé đèn luôn đi, chưa học tới chơi luôn đi. It better crank Sweater vé đen. Cái gì chú nói chậm chậm này. Thì hồi nãy con nói là hồi nãy con nói là is Android rồi is Mr. Kranken sweater vé đen đó. Kranken sweater vé đen tức là tôi muốn trở thành một cô y tá điều dưỡng á. Là mình sẽ dùng là where the east sweater chút khăn cần Ừ. Where is Kranken sweater bin? sweater. Kranken sweater bin. Bin là chia động từ dài á. Tại vì về về vé đen á là nó mới hình thành một cái thì tương lai thôi. Phải có động từ chính vô. Động từ chính nó là bin á. Là đó. Vậy là mình sẽ nói là Kanken Sylvester Veden Bin X hả chú? Ừ, vậy cũng được nữa đó. Ừ. Rồi con hỏi bạn nó đi, nãy giờ con hỏi mấy bạn kiểu gì, giờ hỏi bạn đi, bạn tiếng Đức nhiều hơn con đó, con hỏi đi. Venture và phát muốn học rồi đó. À viết cái gì mà systemic pháp rồi anh. Đúng rồi, đúng rồi. Daniel Lippin Phát á. What is Daniel Lippin Venture. My living path is thematic group. What Có khen. thy living path? Oh, không Gì bạn hỏi kìa. Thì chú nói là gì chứ? Kìa bạn ấy hỏi kìa. Cost to sell Cost to my cost it I bitch and good. Và vai I bitch.
Cortland. Hello chú. Đang ngủ quá. Rồi ha, hello, đói bụng quá. Nay có bạn Thùy mới nè, con đói bụng quá. Chơi Con chơi chú không coi tennis hả chú? Bữa nay trận chung kết của tennis chú chưa có xem, chú không có thời gian xem thì mình có thể xem lại mà. Bây giờ vô đây nè, con gặp bạn Thùy nè, bây giờ con hỏi thăm bạn đi. con đang coi tennis chú mày. Chú bữa nay chú nói giùm con này tuần sau sao nói. Rồi ok. Bây giờ Duy Thùy nói chuyện tiếp đi. Duy con phải nói là it's cock not so good. Con nói thẳng vô động từ cock hen luôn đi, chứ con cứ dùng it's been not good cock hen. Nó nặng nề lắm Duy. Nói thẳng vô luôn, tôi nấu chưa có giỏi. Vậy đó, bây giờ con nói lại đi Duy. Dùng cái động từ gì cứ dùng thẳng vô nó, con hay dùng vòng vòng lắm. Nick xe bút What is x again x again phone Việt Nam phone 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 Sweden Việt Nam phone 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 Từ con à, bạn nói là cái gì súp và bún bò xong rồi cái gì zoom bay thành cái khúc sau là sao vậy bạn? Unsupervisor vân vân Unsupervisor, bạn ấy nói là unsupervisor, cái từ này con chưa được học. Giờ con học luôn ha. Duy viết ra từ đó cho bạn xem luôn đi, viết xuống. Unsupervisor. Rồi đấy. Rồi đấy. Rồi để chú viết cho unsupervisor. Nó có nghĩa là vân vân và vân vân đó Thùy. Trời ơi, chú viết chữ U, có nhảy chữ USD nha, ngon quá ha. Từ chú viết lại á. Cái từ này nghĩa là vân vân và vân vân ha. Rồi, thấy chưa? Unso nó viết thành số, tại cái bản của chú tiếng Việt là viết số, cái nó dịch ra số. Unso Vector. Ha. SO đấy. Viết tắt người ta viết tắt vậy nè, để chú viết tắt cho con coi S nó U nè. Đó. Thấy chưa? Không thấy chưa? Thùy. Là người ta sẽ viết tắt như thế này đúng không chú? Ừ, đó, thêm dấu chấm đằng sau nữa đó. Dạ. Đó thì bạn ấy nói là bạn ấy ăn thích ăn các cái loại súp, tức là các cái món gì có nước như bún nước á. Người người Đức họ chỉ biết nói súp thôi. Còn tiếng Việt mình nói là các cái món nước như là bún phở rồi bánh canh hay cái gì đó, ý bạn ấy nói vậy đó, ăn đồ có nước. Unsupervisor và các món ăn khác nữa, bánh xèo bánh khọt gì đó, đủ thứ món Việt Nam ấy là bạn ấy thích. Giờ con hiểu không? Dạ. Rồi con hỏi bạn đi bạn. Ừ. Nói chuyện nhanh. SX Bear Vũng Tàu Sân bay bia bánh bột làm trứng muối. Không biết nói câu này. Cái gì ấy?
Đấy, bạn ơi, bạn nói là bạn nói chương trình đồ mà mình có thể nói được không ạ? Không, cái này là trình độ rất là một specialist thì chắc chắn là mình cũng học được. Rồi Duy nói lại đi, rồi chú sẽ giúp Thùy hiểu nha. Bạn ấy dùng từ là Außerdem. Außerdem là ngoài ra đó Thùy, con chưa được học thôi. Ngoài ra. Cái này mà học là biết ngay. Amsterdam SXGen Spelicitet Hòn Vũng Tàu Bánh Bông Lan Trứng Muối. Mà không biết từ địa phương là gì. Con quên. Nè bây giờ mà Loca. Loca đó, nhưng mà Spezia Loca Spezia Lidtelen Essen Phan Vũng Đặc sản địa phương không biết nói câu đó như nào. Tàu. Loca đó, Loca là hoặc là Tradisona đó. Außerdem á là ngoài ra bạn ấy mới nói là ngoài ra ist ken specialitäten essen von Vũng Tàu, tức là bạn ấy nói là ngoài ra bạn ấy thích ăn cái món đặc sản của Vũng Tàu lắm là bánh bông lan ăn với trứng trứng gì hả con, trứng luộc hay trứng gì, trứng Núi muối á. Thùy có biết ăn món đó không Thùy? không biết món đó chứ Chắc đi cũng tàu ăn ngoài chứ gì. Ai cũng đi nhiều. Bạn ấy còn trẻ, bạn ấy đi nhiều đâu. Con hỏi coi bạn ấy bao nhiêu tuổi. Duy. Yeah, it's been accent ja Mùa hè không? Dạ. It's been sieben und zwanzig Jahre alt. Mùa hè không? Ich komme aus Hồ Chí Minh Stadt. Hồ Chí Minh, Nehe in Nehe Vũng Tàu. Ich denke, du nach Vũng Tàu zu reisen. Đu kết chứ không phải kê ha. Đu kết chứ không phải kết, phải chia ra đu, phải là động từ kế hay phải là chia đu kết. Off Nắp Vũng Tàu Su Rai Sơn Rai Sơn. À, câu đó là con hiểu sao Thùy? Cái câu này hình như con bạn hỏi là gì mà bạn có thường xuyên đến du lịch Vũng Tàu không á chú? Đúng rồi, thì bạn nói vậy con hiểu rồi, con đã hỏi thì bạn ấy nói vậy hiểu mà, bạn ấy nói là thành phố Hồ Chí Minh thì gần Vũng Tàu lắm, thì tôi nghĩ là bạn cũng thường xuyên đi du lịch Vũng Tàu mà. Ý bạn nói như vậy á, là bạn nói là nếu con thường xuyên đi du lịch bản Tàu, Vũng Tàu thì con cũng đã từng thưởng thức món đó. Nhưng mà chưa chắc đâu nghe, nghe Duy. Dân chỗ khác giống như mình cũng ra ngoài Vũng Tàu nhiều lần, mình chưa biết bao giờ nghe cái nói món nghe nói có món đó nghe Duy. Không có ai giới thiệu cho mình món đó luôn á. Mình ngồi bãi biển á, toàn là mình ngồi bãi biển toàn là mấy mấy chị mấy ấy gánh á. Ngoài bãi biển á, mấy chị gánh mấy cô gánh hàng rong á, là không có giới thiệu món đó cho mình luôn á, chỉ là mực nướng rồi Có bán luôn mắc lắm. vậy thôi. Thì bây giờ Duy mời mời bạn Thùy đi, bữa nào bạn Thùy đi với các bạn ra ngoài Duy đãi cho một bữa, mời đi, biết biết mời không, dùng cái từ mời coi, nói động từ mời đi. Tôi mời bạn hãy đến thăm Vũng Tàu, tôi sẽ thiết đãi các bạn cái món đặc sản của quê hương tôi. Tôi có một lời đề nghị là blogger. Lời đề nghị gì con dùng thẳng vô con được, con có hay nói vòng vòng, con nói là tôi mời bạn luôn đi, không có đề nghị mời luôn. Rồi bây giờ Thùy nghe, đừng có dùng nè nè đừng có dùng đừng có dùng in su khung, nó lâu lắm, mời thẳng luôn, nói liền luôn, tôi mời bạn tuần sau đi, nói thẳng vậy luôn đi, mời in su khung biết chừng nào, nó không có xác định thời gian, mời thẳng luôn, tôi mời bạn tuần sau. Đi nát Vũng Tàu
Đáp Vũng Tàu, Raisen, Abu Dhabi, Ibiza, and Essen, Zhu Hao Phan. Mà vậy không ai thèm đi đâu cậu ơi. Cậu ơi, cậu phải là lanh lợi chút xíu đi. Cậu mời người ta mà cậu đưa điều kiện ra là không ai thèm đi đâu. Cậu ngồi đó đi. Người ta cũng biết điều chứ người ta không biết điều đâu. Cậu lo lắng vậy. Cậu thật thà quá. Nói là cho vui. Biết rồi, biết nói vậy vui rồi. Nhưng mà mình tập nói tiếng Đức thì mình bây giờ nè, con phải nói là cái lời mời. Tôi mời bạn tuần sau đến Vũng Tàu, con nói làm sao? Nói sao mà mời mà sao mà bạn Thùy hiểu á, mời sao bạn ấy hiểu để bạn ấy đi á, chứ mời bạn ấy không hiểu bạn ấy không đi được đâu. Mr. Ikea, Nắp Vũng Tàu, Island. Is Mr. Dish Nắp Vũng Tàu Aladdin. Nó chạm nó rõ ràng vậy đi, rồi nó nói lại đi. Đó rồi rồi thì nghĩ sao? Có đi không? Ý là dịch câu đó là sao rồi chú? Là tôi mới muốn mời bạn đến Vũng Tàu, ai la đen là mời đó ha. Con chưa được học, có thể tuần sau con sẽ được học. Bây giờ biết trước rồi. Ai la đen là mời, một lời mời. Nắc Vũng Tàu đó là hãy đến Vũng Tàu đó. Bây giờ bạn mời con da hay là nai? Từ từ chú, cái câu như mẹ nó nói với chữ đầu tiên là must is thì có phải là must là phải không? Bạn ấy nói master mà bạn dùng nghe như mousse. Bây giờ con dùng mousse hay là master vậy? Vậy vậy Duy, chú cũng nghe ra mousse không á? Muster nó là kiểu là bắt buộc, còn mút nó là chú cái dạng lại cái đó rồi còn quên. Bây giờ con dùng Muster hay là con dùng Master? Con dùng cái gì đó, động từ gì? Muster mút bình thường là không có ông Muster à? Con dùng Muster không ai đi đâu. Con dùng Muster ai đi? Con phải là nói từ cái chân thành của con, là con muốn mời bạn ấy ra Vũng Tàu để con đãi bạn cái món đó. Thì con phải dùng cái từ nghe nó chân thành. Con dùng Muster là bị ép buộc rồi. Ai nghe à đi. Tự nhiên con bị Muster có ung lông với Muster không có ung lông nó khác nhau như thế nào là chúng con quên à, cách dùng với nó. Muster mà có lâu, Muster là phải bắt buộc rồi, bị bắt buộc rồi. Musen, động từ Musen. Còn Muster mà cái kiểu đó là nó là cái một dạng là cái gì? Bị ép buộc á, ép buộc á. Còn Mus là phải thôi. Muster nó cao hơn là bị ép buộc rồi. Con mời người ta mà với cái kiểu bị ép buộc không ai đi đâu. Bây giờ con mời lại cho đàng hoàng lịch sự. Cái chữ mút có o, cái chữ o chứ cái chữ mút mút mà có chữ o, một cái có ung lâu một cái không có ung lâu còn chưa còn quên cách phân biệt cái đó này. Chú chưa hiểu con, nó có động từ must là muốn mà. Mustang là muốn chứ con đâu phải nói Mustang đâu chú. Mustang Con nó là mới cần. con nó Mustang hay là must Mustang? Con nó muốn hay là bắt buộc phải? Giờ con nói lại xem. Em có cái chữ MOCHT. Vậy là Mustang, xem mà con nói như là Mustang, Mustang is. Rồi nói lại đi. Mustang, được không? Mustang. Master is. Master, chia 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 ngôi x thì phải Master. Dish. Ai là đen là phải dùng cách 4. Ai là đen dùng cách 4, không dùng cách 3. Is Master Dish. Nắp Vũng Tàu. Ai là đen. Tôi đích nạp vùng tàu ai là đúng Ai là đen. Ai là đung là danh từ. ai là đèn ai là đèn Đừng có thêm dấu quyền. Sao các con hay thêm dấu quyền vậy? Ai là đen. ai là đèn Rồi,
Thùy có nhận lời mời không? Bây giờ bạn ấy muốn chứ không phải bạn ấy phải nha. Must is mà bạn ấy, tại vì cái từ cái chữ o lâu á, bạn ấy đọc nó nghe giống như chữ must vậy đó. Bạn ấy là bạn ấy muốn chứ không phải bạn ấy phải. Rồi ý con sao? Có đi Vũng Tàu không? Is Mr. kiểu Nick nát Vũng Tàu quá hả chú? Đúng rồi, nói vậy đúng rồi. Nice Mr. Nice, nát Vũng Tàu. Vagum Mr. Nice, nát Vũng Tàu. Raisen hoặc là kế hen. Tại vì ở đây con chưa học học động từ pha ren cho nên chú phải dùng động từ vừa kế hen hoặc là rai sen với con thôi. Và gồm Mercedes nát Vũng Tàu rai sen. Xfinder Vũng Tàu, Xfinder Vũng Tàu, Xe Rồi kìa bạn Duy, bạn ấy nói Vũng Tàu ồn ào quá kìa, làm sao? Bạn ấy thích yên tĩnh mà không thấy thích ồn ào. Con phải có cách chứ, con nói con nói đi. Xfinder Vũng Tàu. Then all in Okanagan above one that is right hand in Vũng Tàu on is growing there's some person and man Đề sáp gì con nói nó nghe vang vang nghe không được. Bây giờ con nói lại câu câu một đi, con đừng nói liền hai câu bạn chưa tới trình độ đó. Bây giờ con nói câu một đi, nói câu đầu rồi hãy là hạch chú hỏi bạn hiểu không đã, rồi hãy nói câu hai, nói câu đầu đi. Vũng Tàu Vũng Tàu có calendar ít xe lâu kia là loại thờ Rồi ngưng ngưng lại đó, câu đó là câu 1. Rồi bạn ấy nói vậy con hiểu không ít. Thùy? Con hiểu bạn ấy nói gì không? À, không hiểu chú lặp lại cho, chú lặp lại câu nói đó, bạn ấy nói hơi khó nghe. Con hiểu là bạn ấy nói là con hình như là con cũng cảm thấy Vũng Tàu rất là ồn ào quá chút. À, bạn bạn ấy nói là đúng rồi, Vũng Tàu ồn ào, nghĩa là bạn ấy nói là vào cuối tuần á Vũng Tàu rất là ồn ào, cũng là xe lâu đó và nhiều người lắm, đông đông người lắm, vì cuối tuần ta ra du lịch đó. Rồi đó là câu 1, con hiểu vậy là tốt rồi. Bạn ấy nói là nó hơi chập chờn ở cái mic của bạn, rồi bạn ấy nói nó cũng không có là trơn tru để cho con hiểu lắm, mà nó cứ hơi ngược sượng sượng ấy. Nhưng mà con hiểu được là tốt rồi, chủ yếu là con hiểu rồi. Giờ tới câu thứ hai. It has mentioned nắp Vũng Tàu on một trạm đi xoay hàng SD Venice mentioned. Con dùng u lao bơ hay hơn á, con dùng u lao bơ á. Mà ngày thường được gọi là gì chú? Ngày thường các cái món khăn này Thì con nói là Noma thác á, in Noma thác. Thì con cũng nói mon thác bisfry thác cũng được rồi đó, bạn cũng hiểu mà, mon thác bisfry thác.
Tu 3 tháng. Con nói như nè, in đe bố khơ, in Vũng Tàu, ít ru hịt cơ. Đó, nó nói vậy được rồi, nói thẳng vậy đó, bị con ít nói quá, con không hiểu. In đe bố khơ, in Vũng Tàu, ít ru hịt cơ. Được chưa? Bây giờ chú nói vậy Thùy hiểu không Thùy? Trên bóng cờ Thế cũng tập của Dạ, con biết làm sao Thùy? cái câu đó là cái gì, ngày thường ở Vũng Tàu thì sao sao đó, cái con cái bạn bạn nói là con chỉ nghe được lúc đầu là con Montag Peace Fire cái gì con chú. Đúng rồi, ý bạn nói ngày thường á ở Vũng Tàu á thì chúng nó dùng nói bạn là nên nói thẳng luôn đi là in Devo Khơ, in Vũng Tàu, con hiểu in Devo Khơ là gì không Thùy? Endeavor là những ngày trong tuần đó chú. Ừ đúng rồi, nghĩa là trong tuần á. Ờ in Vũng Tàu East Ruhiker, con học con chưa học so sánh tính từ thì giờ chú chỉ luôn cho. Ruhiker là con biết rồi đúng không? Từ chú Ruột là gì chú? Hồi nãy con cũng biết rồi đó, chính con cũng nói mà loud loud là ồn ào, ruhit là đối xứng lại của loud. Giờ con hiểu chưa? Rồi Ruhit. như cái ruin này nó có danh từ là ruin hay là gì đó, chú? Ruhen là động từ, còn ruhit là tính từ. Còn ruhờ á là danh từ. Ruhờ là quá yên tĩnh, là yên tĩnh á, yên lặng á, ruhờ. Còn ruhen nó là động từ ha, hễ có en đằng sau á là nó thường là động từ. Còn hễ nó có đằng sau á đa số là danh từ, phải không? Còn danh tính từ á là nó hay tận cùng bằng y với g. Ruhit tức là nó yên tĩnh ha. Rồi, chú nói vậy con phải nghe lại chứ, chú mới giải thích vậy á con phải nghe lại trên YouTube. Ha, nghĩa là cái từ ru hờ là danh từ, còn ru hịch là tính từ. Thì in Đe Vô Khơ, in Vũng Tàu, is ru hịch cơ, tức là nó thêm er đó đằng sau có chữ ru hịch, thì nó là so sánh tính từ, là nó so sánh hơn á. Ru hịch cơ tức là nó yên tĩnh hơn, hiểu không? Dạ hiểu chưa? Tức là câu đó là chú nói vậy là cái câu đó ý thì sao? Con hiểu sao? Thì con hiểu câu đó ý thế nào? Những ngày trong tuần thì nó yên tĩnh hơn á chú. Ừ đúng rồi, đó. Bây giờ là bạn ấy mời con ra Vũng Tàu để bạn ấy đãi con cái món đó. Nhưng mà con nói con không thích đi Vũng Tàu ồn ào lắm, con không thích. Thì bây giờ bạn ấy phải tìm cách thuyết phục con. Thì bạn ấy nói là trong tuần thì Vũng Tàu yên tĩnh hơn, cuối tuần thì mới đông người, còn trong tuần thì nó yên tĩnh hơn. Đó, bạn ấy đang nói như thế. Đấy, được chưa? Giờ bạn ấy nói như thế được chưa? Giờ bạn ấy phải nói thêm làm sao thuyết phục, làm sao thuyết phục được con để con thấy là con thích ra Vũng Tàu để con thưởng thức cái món đặc sản mà bạn đang là giới thiệu. Đó, bây giờ Duy thuyết phục bạn đi. Đi từ me con Vũng Tàu phát cần man phu mention su en span Chú không hiểu ý con nói gì luôn đâu Duy. Chú không hiểu luôn á. ơi nói là con nói nó có đúng độ nha, nhưng mà con chú và con nói lại là ý là con ấy, là những bãi biển Vũng Tàu rất là phù hợp cho những người muốn nghỉ dưỡng, nhưng mà con quên mất cái từ những người bình thường. À, con phải nói là Vũng Tàu là nơi nghỉ dưỡng cho nên nó không ồn ào như bạn nghĩ đâu. Nó Vũng Tàu is ai ai nữa Còn là những ngày bình thường là phù hợp cho những người mình muốn nghỉ dưỡng, còn ngày cuối tuần thì nó lại phù hợp khi mà bạn chứ không phải là con cũng nó cũng tàu là nơi nghỉ dưỡng.
Thì nó in evoker in đúng tạo ít hồi cơ pass good for dimension demeter e hố luôn há bên đó, tức là pass good pass pass á, pass pass là nói thẳng luôn một câu là chín cho ba động từ đúng rồi, nói thẳng luôn. Basket for the men. lại thì con hiểu chứ. Con Yeah. nghe. Giờ chú nói chậm lại cả Duy cả Thùy với đói bụng quá nghe nha. Chú nói theo trình độ của chú nha, chưa chắc nó đúng nha, nhưng mà chú vẫn nói cái ý của chú thôi. In the Walker, in in đi Vũng Tàu is Ruhiker. Basket for the mansion. Giờ chú lặp lại là Basket good for dimension. Con được biết động từ basen rồi hả Thùy? Con chú nghĩ là con ở đây có một bạn có học động từ đó rồi á. Basen á, con biết chưa Thùy? Xem là sao chú? Basen là nó phù hợp á, nó vừa đó. Chẳng hạn tôi mặc cái áo này nó vừa, cái quần này nó vừa, hoặc là cái màu áo đó nó hợp với bạn đó, gọi là passen á. Viết là này, để chú viết ra cho. Cái đó là động từ đúng không chú? Ừ, nó là động từ á. Dạ. Rồi nó nhảy rồi, nó nhảy rồi. Đang viết nó nhảy rồi. Chờ chú. Rồi thấy chưa? Pass, nhưng mà ở đây mình chia thì phải ghi mình bỏ chữ sen đi, mình thêm chữ t ra ra phía sau là pass good for dimension. Đi ru hịch must ten. Đi ru hờ must ten. Pass In đen Walker in đen in Vũng Tàu ru đèn pháp in gì đấy Basket for the mansion. Đi ru hờ. Đi ru hờ. Mustang. Ru hờ, bây giờ chú dùng danh từ ru hờ rồi đó. Hồi nãy là mình dùng tính tính từ ru hịch. Bây giờ mình dùng danh từ ru hờ. Tức là ý chú nói là in Vũng Tàu is ru hịch cơ. Basket. Tức là nó phù hợp. For the mansion với những người, dimension là những người ha. Đi ru hờ mustn, đi này là nó thay cho mansion á, nó thay cho những người á. Đi ru hờ mustn là những người mà họ muốn có sự yên tĩnh. Most Mustn là động từ mustn á, động từ muốn á. Hồi nãy con nói con cũng dùng động từ mustn rồi đó. có từ đáp có từ mất một cái từ mất có thể được sau luôn từ cuối Đúng rồi, nó đứng cuối mà. Tại vì cái câu dài quá thì động từ must sẽ bị đẩy đằng sau luôn á. ở cái câu mà pass pass là động từ một động từ được pass một động từ cuối Passcode á, passcode, cái pass này á là nó thay cho cái không khí yên tĩnh ở trong tuần. Đó, không khí đó thì nó passcode là nó phù hợp cho hai là dimension là phù hợp cho những người. Đi ru hờ mustn là những người tìm kiếm sự yên tĩnh. Đó. Bây giờ cái bát động từ passen này á là nó chia của cái mà sự yên tĩnh ở trong tuần của Vũng Tàu ấy. Đó, nó lấy cái chủ từ đó nó chia qua cho động từ passen đó. Đó. con đi lên nha cho chú coi coi Con ghi lên đi. Hôm nay là Thùy học nhiều lắm á Thùy. Học với những bạn mà
học trước mình á là con học nhiều lắm á. In Vũng Tàu ru huỳnh cơ, is ru huỳnh cơ con thiếu sao cho Vũng Tàu thì thêm động từ is vô, phải có động từ vô. Pass could bỏ chữ man đi, không có chữ man ở giữa chữ chữ could đâu. Pass could for dimension đi ru hờ mất sen đó, vậy đó nghĩa là con thêm chữ is sau chữ Vũng Tàu và bỏ cái chữ man đi. Pass could for dimension, ừ đó rồi, vậy đúng rồi đó. Cái này á, muốn biết nó chính xác hay không á, phải hỏi con chú. Con chú là sanh ở Đức, học trường Đức nó biết hơn. Còn không ấy á, chúng con viết câu này con hỏi ChatGPT con viết vậy á, coi ChatGPT nó viết là đúng là như thế nào. Rồi Thùy con có ChatGPT không Thùy? Dạ không rồi chú. Nhưng mà để con thử copy câu này xong rồi con tìm cách con xem nó đúng hay không. Đúng rồi, con copy câu đó đi. Rồi á, con mai mốt con tải ChatGPT về, con lên Google Play á, con tải về. Con tải bình thường thôi, không có trả tiền. Nếu mà con tải 4.0 là con phải trả tiền á. Tải bình thường thôi, mình học mình chỉ tải bình thường thôi. Xong con hỏi nó, đưa cái câu này lên, con hỏi là viết về đúng không? Thì nó sẽ cho mình cái câu viết đúng á. Anh có điện thoại với anh gì á? Nói qua hay anh nghĩ là con nói nghe không rõ gì. Hỏi thử coi nghe anh nói qua. Nghe không được, con nói gì nghe không được luôn gì. Nói tiếng Việt mà nghe không được luôn á. Anh nói qua có cái phần mềm gì á. À thôi, phần phần mềm đó chú có hỏi con chú rồi, con chú nói nó không bằng ChatGPT đâu. Nó cũng thua ChatGPT à. Phần mềm Claude. Rồi Duy còn muốn nói gì để thuyết phục bạn ra Vũng Tàu ăn cái món đặc sản không? Bavaria là một cái bang ở nước Đức. Thùy, bạn ấy nói thế, bạn Thùy con hiểu bạn nói gì không? Dạ không mà chú ơi. Con nói về bạn Thùy không hiểu nổi đâu, Duy chú thì chú hiểu. Bạn ấy nói là bạn ấy mà muốn qua Đức á, bạn ấy muốn đến bang München á, đến bang là Bayern á, bên Đức người ta gọi là bang Bayern. Bạn ấy muốn đến đó ở tại vì bang đó là mùa hè có nhiều lễ hội lắm, bạn có thích. Đúng rồi, đúng. Con nói chuyện này này đi. Hôm bữa con mới coi một cái nắp cái thông tin là gì tay đó sẽ quyết đến mọi người chậm chạp là cái đầu thì con nghe nói là cái bang đó nó đang ở thành phố Munich đang tổ chức cái lễ hội gì hội chợ gì Roma ở ngoài nhé, mời nhiều ca sĩ quốc tế lắm. Hôm nay mới lui diễn của Adele. Bang Bayern là cái bang giàu có ở Đức. Cái bang đó nó cũng khó, luật lệ nó cũng hơi khó hơn các bang khác một chút. Bởi nó giàu. Nó giàu cho nên là nó hơi khó hơn chút vậy thôi. Cái tuần này nó mời nhiều ca sĩ về mà. Nó mở cái sân vận động thì nó sẽ được quyết với Adele. Thì nếu mà mình ở như ở bang chú là giáp bang đó, mình ở bang khác mình đi tàu đi xe là ở bang đó cũng được, đâu phải cần thiết. Bang đó là tiền nhà ở đắt lắm á, bang đó là tiền nhà ở mắc, thu nhập thì cao hơn các bang khác nhưng mà tiền nhà ở mắc. Nếu mà mình thu nhập mà yếu yếu ở bang đó mình chịu không nổi đâu á. Thôi thầy cũng muốn biết thôi chứ mình xong rồi là cắt đốt là bên này cũng phải buồn đắt. Do cái duyên của mình thôi, thì con có ý tưởng đó thì con cứ qua ở bang nào cũng được, chú thấy ở bang nào cũng được hết á, miễn là mình tiếng Đức mình giỏi.
Rồi mình chịu khó chịu khó học hỏi rồi chịu khó đi làm thêm là ở đâu mình cũng sống được ở nước Đức này đó. Dạ. Các lâu đài gọi là khiên trời. Cái gì? Các lâu đài gọi là khiên trời. Kirche là lâu đài, người ta gọi là Schloss, Schloss. Còn Kirche là nhà thờ. Schloss mới là lâu đài. Hoặc là những cái, còn cái lâu đài cổ á, lâu đài cổ nó gọi là cái Burg. Đó. Cái Burg là lâu đài cổ. Một cái thành cổ nó gọi là cái Burg. Còn Schloss là lâu đài. Lâu đài á, thì tỉnh thành nào ở Đức cũng đều có hết, chỗ chú cũng có nữa. Khắp nước Đức đều có lâu đài ha. Ngày xưa vua chúa ở nhiều á, có lâu đài. Lớn chứng tỏ là ngày xưa vua chúa giàu hơn Việt Nam. Cái đó là tìm hiểu về lịch sử nước Đức. À, bây giờ mình đang học tiếng Đức, tập trung học tiếng Đức. À, bạn Thùy nãy giờ bạn ấy thuyết phục vậy, à, bạn Thùy có chịu ra Vũng Tàu ăn món đặc sản chưa? Giao Đà Nai. Này. Nay thì bạn Duy phe xúc nót ma, tiếng Đức gọi là phe xúc nót ma ha. Con học động từ phe xúc khen chưa Thùy? Xuất hình. Ừ, phe xúc khen là thử đó, thử với lại là tìm cách đó, gọi là phe xúc khen. Ví dụ như mình làm một cái gì chưa được á, là mình phe xúc khen, mình phe xúc khen là mình làm cho nó được, gọi là phe xúc khen đó, là tìm cách đó. Em xuất cân là nỗ lực. Cũng có nghĩa là thử nó giống giống Barbieren á, nhưng mà Barbieren cái nghĩa nó nhẹ hơn. Phe xuất khen là phải có nhiều sự cố gắng vô. Người Đức cũng có câu cửa miệng vậy ha, khi mà công việc gì khó quá rồi họ làm tới làm lui chưa được đó, thì họ nói là Lester phe xuất. Con hiểu từ Lester không Thùy? Duy thì hiểu rồi đó. Lester. Esther chú Ừ, Lester viết là E là E. sao chú Duy viết vào đi Duy. Lester là cuối cùng á. Esther là đầu tiên, còn Lester là cuối cùng. Lester phe suốt. Ghép lại nghĩa là gì con đoán xem thầy. sao kiểu sự cố gắng cuối cùng nha chú. Ừ đúng rồi, sự cố gắng cuối cùng, sự tìm tìm cách cuối cùng đó. Rồi bây giờ là bạn Duy Lester phê suốt đi, kỳ này không được nữa thì thôi á, là kể như là con ngồi ăn mình đi không đãi được bạn đâu. Lester phê suốt nãy giờ nói là trong tuần á, là cũng yên tĩnh lắm ha, chỉ cuối tuần ồn ào thôi đó, mà bạn cũng chưa chịu, bạn chưa đồng ý đi ra Vũng Tàu hưởng là thưởng thức món đặc sản. Và con Lester phê suốt đi. Mr. Facebook, Mr. Bây giờ như thế này nè, bạn không đi Vũng Tàu thì con nói thôi thì để có dịp tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ đem cái món đặc sản đó đến để mà mời bạn thưởng thức xem như thế nào, mời bạn đánh giá thêm món đặc sản của quê tôi như thế nào. Đó là Lester phê suốt, bây giờ bạn đã không muốn đi rồi thì bây giờ mình đi đúng không? Mình là người nam thì mình phải chủ động. Bây giờ bạn không không bạn ngại bạn không đi được thì con đi, con nói vậy. Ừ bây giờ con nói đi, con nói là vậy thì thôi, nếu mà bạn cảm thấy ngại thì thôi, để mà có dịp nào tôi vào thành phố Hồ Chí Minh tôi sẽ đến thăm bạn rồi tôi sẽ mời bạn thưởng thức, hoặc là nếu không tôi shipper cho bạn cho địa chỉ đi, tôi shipper vô cho bạn thưởng thức đi. Có nhiều cách gọi là Lester Facebook đi. Giờ con nói đi. Bây giờ nó có cách, một là con vào Sài Gòn, hai là con gửi cho bạn đó. Nhưng mà gửi thì chắc chắn là nó không ngon rồi, shipper mình đóng gói nó đâu có ngon bằng mình đem trực tiếp. Thì con phải nói là tôi vẫn có thể là đem vào cho bạn hoặc shipper cho bạn, nhưng mà nó không ngon bằng thưởng thức là tươi tại chỗ, tôi làm xong là xuất xưởng xong là bạn sực liền luôn, ăn liền luôn, ăn tươi nuốt sống nó mới ngon.
Đó, bây giờ đó là lesser Facebook đó. Rồi tìm cách đi, thuyết phục được bạn đi. Bạn không không ra được Vũng Tàu thì tôi đem vô cho bạn. Facebook. Facebook thôi, không có Facebook khen, lesser Facebook. Người Đức nói vậy thôi, bỏ chữ khen luôn, nuốt chữ khen đi. Fair ship tức là gửi đi á, fair ship. Nhưng mà có hai câu con cần sửa là con không nói là specialty đâu, con nói delicate, delicate essen là món ăn đặc sản á. Còn cái kia là specialty là nó dùng chung cho tất cả mọi 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 vật. Chẳng hạn xe cộ hay là cái gì á, dùng chung là specialty. Còn về thức ăn á, người ta dùng cái từ là delicat. Delicat là thực thực phẩm ngon á, đặc sản á, thức ăn đặc sản á, người ta dùng delicat. Bạn chưa biết từ đó đúng không? Đó, bây giờ chú chỉ á, để chú viết cho món delicat. Ở bên Đức á, là mình vào siêu thị á, là nó hay có cái món, nó hay nhiều, nó hay đề món delicat lắm ha. Nó đề món đó là nó bán giá hơi cao lên chút á. Nó là delicat á. Con thầy á, con viết cái câu này nó chưa có đúng ha. Con thầy ha, con viết là indecent vocal nó không có đúng. In their vocal. Chứ không phải indecent vocal. Nếu con viết indecent vocal là trong tuần lễ này. It's a true hit in Vũng Tàu. Đó, nếu mà con viết vậy á, thì người ta cái câu đó sẽ nó sẽ dịch ra là trong tuần lễ này á, ở Vũng Tàu á, là quá yên tĩnh. Vũng Tàu thì yên tĩnh. Good for đi ru hờ Mustang. Good for the mention. Còn good for đi không á, là người ta không biết đi này thay cho ai. Phải thêm á, là good for the mention. Giống như bạn Duy viết ở trên á, nó mới đúng. Bỏ chữ bad good for the mention đi. Con viết như con cũng đúng, tốt hơn là chú nói đó. Good for the mention, đi ru hờ mustan. Thì cái câu chú nói nó nặng nề quá. Pass good for the mention, đi ru hờ mustan. Con viết cái phần sau này rất tốt nè. Good for the mention, đi ru hờ mustan. Đó, con viết, con thêm chữ mention vô. Ở phía sau chữ đi ha. Rồi, con sửa lại là in the vocal nha. Chứ đừng có là in the same vocal. It's ru hờ in Vũng Tàu. Xét rồi hồi kênh Vũng Tàu không viết vậy là tốt rồi đó. Giờ thầy biết cách sửa là chưa? Là giờ lấy cái phần của bạn Duy là in the vocal in Vũng Tàu is ru hiệt. Đúng rồi. Ru hiệt là cái gì không? Rồi lấy cái phần sau của con. Đúng rồi. Lấy phần sau của con gắn vô đó. Thêm chữ mention ở giữa hai chữ đi á. Dạ. Yeah. Ủa vậy là cho vô giữa hai chữ đi, vậy là nó đứng sau dấu phẩy hay đứng trước dấu phẩy gì chú? Nó đứng trước dấu phẩy á. Yeah. Đứng trước dấu phẩy á. Là con có khiếu á, con có khiếu ngôn ngữ lắm đó thầy. Con học như vậy tốt á. Bạn Duy viết là Lester Fairsuchen. Phải viết rời ra nghe Duy. Không viết giống dính vậy đâu. Lester Fairsuch. Phải viết rời ra. Fairsuchen là động từ. Còn Lester nó là một trạng từ. Rồi. Thầy trả lời đi. Bây giờ thôi thì không nhận lời ra Vũng Tàu cũng an ủi bạn nó thôi, bạn gửi vô cho tôi đi, tôi thưởng thức thử coi, tôi nếm thử thôi, rồi nếu mà ngon thì tôi sẽ
ra Vũng Tàu để trực tiếp được ăn tươi nuốt sống món đó. Thử đi, con nói xem nào. Con thử nói trong cái trình độ của con đó Thùy. Nó còn chưa biết là nó sao không? Con nghĩ sao nói vậy à? Trình độ mình sao nói vậy mà? Kể như là mình đang quen một người Đức trên mạng đi, cậu ta mời mình đi Vũng Tàu mình không đi được, rồi nói ra cậu ta nói thôi gửi món ăn vô, thì giờ mình nói sao cho cậu ta hiểu á? Nói sao rồi? Nói bây giờ tôi thích ăn món đó, cậu gửi vô cho tôi đi, tôi muốn thử món đó. Con chưa học cái từ thử thì con dùng từ muốn ăn đi. Vậy là muốn hả? Muốn là muốn hả? À đâu, muốn là gì đó Mustang, chứ hả? Mustang, Mustang. It's Mr. gì đó. That Essen. Có mấy chứ mấy. That Essen là món ăn đó. Yes. Probieren là thử, hoặc là Kostet. Kosten á, Kosten cũng là thử á. Nhưng mà ở trong đồ ăn mình dùng Kosten nó hay hơn. It's Mr. That Essen Kosten. Đó con nói đi. Đã con viết cái từ casting thôi. Con viết là Ủa sao giống kiểu cái động từ casting quá vậy chứ? đúng là động từ đó đó, động từ đó dùng trong ăn uống là nếm thử đó. Đúng rồi, trong văn nói là con sẽ học được nhiều lắm á, nó khác với cái mình học ở ở lý thuyết lắm á. Kosten nó cũng là nếm thử mà cũng có nghĩa là giá cả bao nhiêu đó. Là mình sẽ nói là Mr. Essen Austin. Đúng rồi, đúng rồi. Bitter, bitter, shit, shit Dumia. Con chưa học tới cách 3, nhưng mà ở đây con cứ học trước đi. Bitter, shit can á, động từ shit can con học chưa? Động từ shit can á. Chicken Ừ, là gì chứ? shit can là gửi á. Gửi cái gì đi gọi là shit can. Ừ, bitter shit. Ừ. Chicken. Bitter shit, nếu mà dùng do á thì chia động từ shit can nó ra, còn nếu dùng see á thì để nguyên động từ shit can see me that essence. Ủa con tưởng là feel là cho ai đó. Vậy thì con dùng furmish, con dùng furmish tại vì con chưa học cách 3. Ừ, thì con sử dụng cách 4 vậy. Bitter shit can furmish, nó là cách 4. Sao sao fear luôn luôn là ở cách 4 ha. Bitter shit can see, hoặc là shit do, con dùng do hay là see ở đây? Chú nói chậm chậm là dùng con đi là giờ mình Peter, rồi bây giờ Peter có sen là chấm một cái hết một câu. Rồi tới câu thứ hai là Peter. Peter là con biết rồi ha. Shit can. Shit do đi cho nó. còn cái dự thích SCH. Y. SCH là Y nè, C K. Rồi ST là chia ở ngoài do á. Six, six do, Six six do, two quá chút. six do là bạn gửi cho tôi á. Six do that essence for me. Xem còn mít. Rồi được chưa? Trung đất essence for me. Peter Six do that essence for Miss. Just do that essence for me. For Miss. Rồi. Yeah. Rồi gửi lên coi chú xem coi coi. Đang còn bấm thử coi.
Ba con rửa này chút. À, đúng rồi đó. Mr. Six do that essence permit rồi, đúng rồi. Rồi ok. Rồi vậy là trong tuần này Thùy sẽ được nhận món ăn đặc sản từ Vũng Tàu ha. Rồi bây giờ là chú hết giờ rồi. Hẹn nhau tuần sau đi lên xem coi là Thùy ăn món ăn đặc sản Vũng Tàu như thế nào nha. Rồi bây giờ Thùy 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 thấy làm sao hôm nay lên đây thấy sử dụng cái giao tiếp nó như thế nào, nó khác với mình học trong lớp như thế nào không? Có ở đây học nhiều hơn học trong lớp. Ở trong lớp tại vì nhiều nhiều học viên quá, thầy cô cũng không thể nào mà trong có bao nhiêu phút mà bao nhiêu bạn đều phải mỗi bạn đều nói một câu cái hết giờ rồi. Rồi bữa hôm sau thầy cô là phải dạy thêm cái ngữ pháp mới, đâu có thầy thời gian để nói nữa đâu. Rồi vậy con cố gắng tuần con cố gắng cứ làm video đều đều gửi lên rồi con nhờ làm video á, cho nên con nói nó trơn tru hơn các bạn ha, con nói nó nhanh mà nó khi mà con hỏi vì cái SD á là nó thành cái âm của người Đức luôn rồi, nó nhanh mà nó chính xác luôn. Các bạn thì nói còn sượng chưa quen. Thì con cứ phát huy như vậy, cứ làm video một tuần làm vài video. Nhưng mà tuần tới chú cũng nói con là con sẽ học nhiều lên đó. Thì con phải chú ý ha. Có thể tuần tới con học tới perfect đó. Có một bạn nào đã nói chú là bạn bắt đầu học perfect rồi, con hay ai? Không phải là con À, rồi bạn nó bạn bạn Yến, bạn Yến. Bạn Yến hôm nay thì bạn bạn ốm rồi, bạn nói bạn ốm là tuần sau bạn vô chứ tuần này bạn ốm rồi. Bạn nói là bạn bắt học bạn đọc học perfect. Thì khi con học perfect á thì con sẽ nói nhiều hơn nữa. Học perfect và các cái câu khác. Rồi hy vọng tuần tới bạn Nga với bạn Trinh á được học nhiều danh từ hơn á, thì mình nói được nhiều hơn vì hai bạn ít danh từ quá, không có từ để ghép vô để nói ha. Rồi con nói chuyện với bạn Duy nè, bạn Duy cũng là học trước rồi á, nói cũng rất là nhiều ha. Thì tuần sau chúng ta sẽ nói được nhiều hơn. Rồi tạm biệt các bạn nha, hẹn tuần sau ha. Còn con với Duy với đứa bụng quán cứ muốn học tiếp thì cứ ở trong này học, còn giờ chú phải đi làm, chú phải rời lớp đây. Phun trở đi Alex Good. Đúng không bà? Cheers, be nice worker. Đó bụng quá coi tennis tiếp đi nha. Alex Good. Bạn ấy nói It vẫn Alice Cooter là cũng là câu chúc của người Đức, con biết câu đó không Thùy? Bạn chiếu đọc lại giùm con được không? It vẫn Vincent á, động từ Vincent con chưa học ha. It vẫn đi ở cách 3 là tôi chúc bạn. Alice Cooter là mọi sự tốt lành. Alice là tất cả. Cooter là điều tốt. Hai chữ T không? Alex Cooter, chú không nhớ hai chữ T hay một chữ T, chú không nhớ đâu. Con xem coi là mấy chữ T. Mở Google á. Dường như là một chữ T à. Chú cũng hay đọc mấy cái từ đó nhưng mà đọc thoáng qua cái rồi mình cũng không để ý trong đầu luôn á. Bị người Đức cũng hay viết trong mấy cái cạc rồi đó. Rồi business worker. Yeah, cheers. Cheers.